Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 89 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023. Thành phố Cần Thơ dự kiến nguồn vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm nay là 1.634 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp, quy động từ người dân và cộng đồng. Thành phố Cần Thơ tiếp tục ra soát củng cố nâng chức các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đảm bảo đạt theo bộ tiêu chí thành phố Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đồng thời nâng chức các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016-2021, đảm bảo đạt theo bộ tiêu chí thành phố Cần Thơ về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Năm nay xây dựng thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiếp tục nâng chức các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ở cấp huyện, tiếp tục ra soát củng cố nâng chức 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đảm bảo đạt theo bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu xây dựng hoàn thành huyện Phong Điền đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023. Kết quả tập trung vào các nội dung công tác tuyên truyền tập quấn phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân phát triển các công trình hạ tầng cơ bản cấp xã cải thiện chất lượng môi trường nông thôn triển khai thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu